nhạc phẩm Hoa Cơn Mê chứ. Có nhiều người lên dạy cho em xin hát bài một Mai Hoa Cơn Mê, không phải đâu, bài Hoa Cơn Mê. Hoa Cơn Mê tác giả là ai em? Nhạc của Trần Thiện Trần Rồi, Trần... có nghĩa là một người có tên Thần Thiện Nhật Ngân nữa, không phải Trần Trịnh. Trần Trịnh. Đúng không? Hay thì dễ thương không vị? Tôi được. Ủa, ba nào đã từng làm bài Trần Thị. Rồi, sau đây xin mời vị thưởng tới tiếng hát của ca sĩ Nguyên Thuận nha, để kết thúc chương trình.
cảm tạ gì để Phạm Nguyên Thuận cũng hát bài nào trước.